thi chứng chỉ hành nghề môi giới hết bao nhiêu tiền, thi ở đâu, thi như thế nào, có khó không và bao nhiêu lâu thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ hành nghề có hiệu lực như thế nào. Thì trong cái video này thì tớ sẽ làm rõ những cái thông tin cơ bản để anh em nắm được tất tần tật những gì cần biết biết cần hiểu về cái quá trình chúng ta đi thi chứng chỉ hành nghề môi giới. Thì đầu tiên là em nói về kinh phí nhá, cái quan trọng nhất, nhiều ông quan tâm nhất là kinh phí. Thì em hết từng này tiền nếu như mà đi thi chuẩn này, đầu tiên là đi học học kiến thức tổng quát về về gọi thị trường bất động sản và cái gọi là cái định nghĩa cơ bản, những cái việc cơ bản của người môi giới. Và học phải học nhá, học xong chúng ta sẽ có được một cái giấy chứng nhận, nó gọi là giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản. Phải có cái kiến thức đã đi học này thì mới được phép đi thi. Và cái giấy cái chứng nhận này hết 1,2 triệu. Chúng ta sẽ lên trên mạng, chúng ta tìm kiếm những công ty được phép đào tạo và cấp cái chứng chỉ này. Kinh phí là 1,2 triệu. Sau khi học xong cái chứng nhận này, có cái chứng chỉ này, thì chúng ta về lý thuyết là các bạn sẽ được phép đi thi nhá. Chúng ta đăng ký thi, nộp hồ sơ dự dự thi thì lý thuyết là chúng ta sẽ được phép đi thi. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta đi thi chúng ta sẽ trượt phải 99,9% nếu như chúng ta không có thêm một buổi nữa, gọi là buổi ôn thi. Trong cái buổi ôn thi này thì các thầy sẽ cho chúng ta bộ đề cương, ví dụ như 250 câu hỏi trắc nghiệm và 25 câu hỏi tự luận. Trắc nghiệm là nó có ví dụ 4 đáp án, mình chọn một đáp án đúng. Còn câu hỏi tự luận là họ cho một cái câu hỏi và chúng ta viết những cái hiểu của chúng ta ra đấy thì gọi là tự luận. Thì nội dung thi sẽ có hai phần thi. Phần thứ nhất là kiến thức cơ sở. Kiến thức cơ sở hay gọi dễ hiểu là kiến thức về pháp lý. Ở trong đó họ sẽ hỏi những cái nội dung liên quan những cái thông tư, những cái điều luật, những cái nghị định về luật đất đai này, luật kinh doanh bất động sản này, luật nhà ở này, đấy, rồi đấy những cái nghị định liên quan, đấy gọi kiến thức về pháp lý. Cái phần thi thứ hai là phần thi liên quan đến kiến thức chuyên môn, gọi là kiến thức chuyên môn, tức là những cái kiến thức, những cái đạo đức, những cái công việc của người môi giới là gì. Đấy. Và hai phần, và phần thi kiến thức cơ sở ấy, gọi kiến thức pháp lý ấy, sẽ thi vào buổi sáng và kiến thức chuyên môn chúng ta sẽ thi vào buổi chiều. Vậy thì mỗi một phần thi thì sẽ có thang điểm là 100 điểm, và nếu như các bạn được 70 điểm thì các bạn sẽ đỗ. Giống như thi lái xe, thi lý thuyết và thi thực hành. Thì ở đây là gì? Thi kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn. Buổi sáng chúng ta thi kiến thức cơ sở. Và nội dung bài thi thì cấu trúc của bài thi nó bao gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thì có những nơi nhá sẽ trắc nghiệm là 60 điểm và tự luận là 40 điểm. Nhưng có những nơi trắc nghiệm 70 điểm và tự luận là 30 điểm, nhưng cộng lại là sẽ là 100 điểm. Và việc của anh em chúng mình là phải đạt 70 điểm nhá. Nếu như mà đỗ kiến thức cơ sở, chúng ta buổi sáng có thi kiến thức cơ sở, chúng ta ví dụ được 80 điểm chúng ta đỗ rồi. Nhưng buổi chiều chúng ta thi kiến thức chuyên môn mà chúng ta chỉ được 60 điểm thôi thì chúng ta sẽ bị trượt kiến thức chuyên môn và lúc đó chúng ta sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề và chúng ta phải thi lại kiến thức chuyên môn nhá. Thì khi lại kiến thức chuyên môn mà khi nào đỗ thì thôi. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta là phải cả kiến thức cơ sở, cả kiến thức chuyên môn chúng ta đều phải đỗ, đều đạt là 70 trên 100 thì mới có chứng chỉ hành nghề. Tiếp theo là gì? Để đi thi thì điều kiện là chúng ta phải nộp hồ sơ bao gồm là bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên nhá, bằng cái cấp 3 trở lên và hình như là 4 cái ảnh 4 nhân 6. Thế thôi, cơ bản là chỉ cần như vậy thôi. Và phải có cái giấy chứng nhận đã hoàn thành thi này, đã thành học, hoàn thành học này thì mới được thi. Lệ phí thi là gì? Là 400.000. Đi thi, người ta tổ chức thi mình phải nộp tiền 400.000 cái lệ phí đó. Và nếu như mà mình đỗ, mình gọi là được cấp giấy chứng nhận thì lúc mình đến mình nhận giấy chứng nhận thì mình phải nộp 200.000 nữa, gọi là lệ phí để cấp giấy. Đại khái từ đi thi là mất và được nhận giấy chứng nhận là mất 600.000. Nhưng cái buổi tốn tiền ấy, tốn tiền ở đây là gì? Là cái buổi ôn thi nhá, cái buổi ôn thi. Vì nếu chúng ta không ôn thi thì 99% các bạn trượt. Và cái buổi ôn thi đó thì thường mất khoảng độ 1 triệu 2 nữa nhá. Triệu 2 là đi đi học cộng thêm triệu 2 để ôn thi. Và trong cái buổi ôn thi đó các thầy sẽ cho khoảng 250 câu trắc nghiệm, các thầy sẽ hướng dẫn cách trả lời, và 25 câu tự luận các thầy cũng sẽ hướng dẫn cách trả lời, và cầm cái bộ đề cương đó về học thuộc lòng nha, học thuộc lòng để hôm sau đi thi, nhớ chưa nha. Anh em nhớ là phải học phải hiểu đấy, chứ nếu mà không học không hiểu vào đấy quay nhá,
Nhiều lúc mà vì nó có rất nhiều câu và thời gian thì chỉ có 180 phút thôi, và chúng ta làm không kịp, quên mẹ mất, đến 120 phút hay 180 phút gì đấy, hình như là 120 phút thôi, và chúng ta làm không kịp ở 120 phút 2 tiếng, chúng ta làm không kịp là chúng ta trượt nhá, nên quay cũng rất là khó. Nhiều nơi quay không quay được nên là bắt buộc phải học. Vậy tóm lại kinh phí là gì? Lần 1 đi học 1,2 triệu, lần 2 đi học ôn thi là 1,2 triệu, cộng với đi thi là 400, cộng với phí cấp chứng chỉ là 200. Nếu các bạn làm ngon lành đỗ thì hết là gì? 1,2 triệu cộng với 1,2 triệu là 2,4 triệu, cộng 600 là 3 triệu. Đấy là tổng chi phí các bạn phải bỏ ra, chưa kể tiền đi lại, tiền ăn uống gì, tiền các kiểu của các bạn thì chúng ta không tính cái phần đấy. Nhưng 3 triệu để chúng ta có được cái chứng chỉ hành nghề nhá. Còn nhiều nơi nhiều bố lại bảo là đi thầy, đi các thầy vào là phong bì quà cáp với các thầy, cái đấy thì em không biết bao nhiêu tiền, em cũng không biết, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ học nghiêm túc thì hết có 3 triệu là chúng ta có chứng chỉ đấy. Thì toàn bộ cái nội dung cơ bản đấy, thì khi mà học và thi xong thì bao nhiêu lâu có chứng chỉ, thì theo em được biết thì khoảng 10 tháng thì chúng ta mới nhận được chứng chỉ. Bản thân em là thi từ tháng 11 năm 2023, ví dụ đến bây giờ là tháng 7 năm 2024, tức là 8 tháng rồi mà em cũng chưa nhìn thấy cái mặt cái chứng chỉ nó đâu cả. Thì dự kiến là đến tháng cuối tháng 8 đến tháng 9 thì đấy, tức là khoảng 10 tháng thì em mới được sờ cái chứng chỉ, mới nhìn thấy cái chứng chỉ nhá. Thì đấy là những cái thông tin cơ bản. Thì chúc cho anh chị em là chúng ta sẽ thi đỗ và có chứng chỉ hành nghề để đúng pháp luật. Vì bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 năm 2024 là môi giới hành nghề phải có chứng chỉ. Nếu như mà bị phát hiện mà không có chứng chỉ hành nghề thì sẽ bị phạt từ 40 cho đến 60 triệu. Và yêu cầu tất cả môi giới phải tham gia một sàn giao dịch bất động sản thì mới được hành nghề. Môi giới khi đi giao dịch thì phải chuyển khoản qua ngân hàng. Đấy là quy định của pháp luật như vậy. Thì nếu như anh em mà không muốn bị phạt và muốn tự tin khi đi làm nghề thì chúng ta nên có chứng chỉ và đầu quân vào một cái công ty nào đó cho nó đàng hoàng nhá. Chúc anh em thành công, kiếm được nhiều tiền và hạnh phúc với nghề môi giới bất động sản.